Xin kính chào tất cả các bác. Ở video clip này em sẽ mời các bác cùng thưởng thức chất âm của một bộ cấu hình em lên cấu hình cho một bác khách, gồm đô la AR và chiếc âm ly Lefete, những dòng âm ly high end. Và mời các bác cùng thưởng thức chất âm. Các bác thân mến, em biết rằng trong cái kênh YouTube của em bán hàng thì có rất nhiều bác. Bây giờ cũng đã là gần 12 giờ đêm rồi và mọi công việc của em đã gác lại. Đây là video cuối cùng của ngày hôm nay, để sáng ngày mai là ngày mùng 1 tháng mới thì lại qua một tháng nữa, và lại một tháng trải qua, chúng ta lại chuẩn bị một tháng mới với tất cả những dự định mới và những công việc mới. Em biết rằng trong kênh YouTube của em có rất nhiều bác đã theo dõi em cũng như là yêu quý, mến mộ em. Đó là những tình cảm mà em rất trân trọng. Và các bác đã gửi rất nhiều lời động viên cũng như là lời chúc sức khỏe gửi đến em. Thì hôm nay em xin tại một video này em xin cảm ơn tất cả các bác. Thứ nhất là hết tháng và sắp đến một tháng mới. Và em biết rằng tâm tư tình cảm của những người đam mê audio, có những bác, những anh, những chị, hay là những em, có những người ít tuổi hơn em, do điều kiện kinh tế cũng như là hoàn cảnh cuộc sống, đam mê mà các bác vượt khỏi thời gian, vượt khỏi tuổi tác và vượt khỏi hoàn cảnh. Có những bác mặc dù không có đủ hầu bao để mua những bộ sản phẩm nó tuyệt vời và đắt tiền như vậy, trước mắt các bác là một bộ rất là đắt tiền, thì em cũng xin thông cảm. Và cũng thật sự em cũng đã trải qua những thời gian đó, và em thấy bản thân mình rất may mắn cũng như là có một cái gì đó có duyên với cái audio này các bác. Cách đây khoảng vài năm thôi thì những bộ cấu hình như vậy có nằm mơ em cũng không dám mua các bác nhé. Bởi vì là các bác biết rồi, cách đây khoảng 3 năm trước thì đến chính em là một thằng đàn ông tay trắng, tuổi thì rất là ít, tuổi đời thì chắc chắn là không thể nào mà xin tiền bố mẹ để mua những bộ sản phẩm đắt tiền như vậy các bác. Thế nên là nó là những cái mơ ước của em. Và chính vì vậy nên em hiểu được tâm tư tình cảm của những bác thèm muốn được sở hữu cũng như là ao ước. Còn dẫn rất nhiều bác hay bình luận trong kênh của em, em rất thông cảm, thật sự là có khi còn động lòng, thật sự là rất là cảm thấy mến mộ những bác đó. Tuy không có điều kiện để mà mua những bộ sản phẩm như vậy, nhưng mà các bác luôn luôn bình luận và ủng hộ em, nhấn nút like và chia sẻ. Thật sự em rất cảm ơn những người như vậy. Và các bác, những bác như vậy thì em sẽ theo dõi, và em sẽ nhớ tên những bác như vậy. Thì trong những cuộc tri ân thì những bác như vậy chỉ cần bình luận vào những cái live stream của em, khẳng định với các bác là những bác như vậy là em sẽ ưu tiên mua những bộ sản phẩm giá rất là rẻ. Và
Thêm một điều nữa em muốn gửi lời đến các bác là với những bác, những chú, những anh, những chị mà không có kinh phí, còn eo hẹp cũng như là hoàn cảnh khách quan hay chủ quan, thì cũng cứ yên tâm, chỉ cần đặt niềm tin vào em sẽ ghép ra những bộ dàn. Bộ này trị giá tận gần 20 triệu các bác, nhưng mà em khẳng định các bác là em cũng có thể ghép một bộ chỉ tầm chục triệu thôi, vẫn có thể nhả những chất âm ra như vậy. Có cái là hình thức có thể sẽ không đẹp bằng như vậy các bác nhé. Thì chơi audio này cũng chia sẻ luôn với những bác mà không có cái hầu bao, chia sẻ luôn với những bác mà không có hầu bao hậu hĩnh thì các bác, thì em chia sẻ luôn với các bác là những bác mà có tiền hay có cái kinh phí nó dư dả rồi thì không nói, thì nhờ Tiến Dũng có thể ghép cho những bộ đắt tiền thì nó hay chuyện đơn giản rồi. Nhưng mà những bác không có tiền còn phải lo cho cuộc sống, miếng cơm manh áo gạo tiền cho cả gia đình, nhưng mà là người đàn ông không thể không đam mê audio vậy được. Nên là em biết các bác rất đam mê, nhưng mà góc nhỏ trong tim của các bác vẫn có một cái gì đó hướng đến audio, thì các bác yên tâm, đặt niềm tin vào em sẽ ghép được những bộ dàn. Sắp tới em sẽ về những bộ dàn 6-7 triệu, những đôi loa chỉ 3-4 triệu thôi, 3 triệu, 2 triệu rưỡi, em sẽ ghép những đôi loa cực kỳ hay cho các bác. Và chơi audio này nó cũng giống như các bác, nó là cái đẹp, và nó như thể là các bác hiểu đơn giản như là muốn nghe hay và còn đẹp nữa, thì nó giống như là một người con gái, xin lỗi các bác lại sử dụng từ đứa, như một người thiếu nữ vừa đẹp vừa xinh và cốt cách tốt, cái tâm hồn tốt thì các bác, thì chắc chắn người con gái đó phải đòi hỏi những chàng trai, những hoàng tử, những thiếu gia tốt, giàu, nhà giàu, rõ ràng rồi các bác. Nhưng mà cũng có những thiếu nữ trình độ và cái cốt cách lương tâm không thua kém gì những thiếu nữ xinh đẹp kia, nhưng mà chỉ có cái là ngoại hình của người ta không được đẹp bằng những thiếu nữ đó. Đó, thế là người ta đành phải chọn những chàng trai mà kém may mắn hơn những chàng trai hoàng tử kia. Thì các bác hiểu đơn giản là chơi audio này nó cũng như những cô gái, nó là cái đẹp mà các bác. Thì chúng ta cần cái nội dung thì chắc chắn là chúng ta sẽ bớt được một số cái tiền khá là cao, nhưng mà chúng ta vừa cần nội dung vừa cần hình thức thì rõ ràng là cái hầu bao phải bỏ ra rất nhiều. Ví dụ một bộ như vậy em ghép với các bác giá nó gần 20 triệu, nhưng mà nhả những chất âm hay như vậy, nhưng em khẳng định các bác, nếu nhả chất âm như vậy em cũng có thể ghép những bộ nó chỉ tầm độ 10 triệu có thể ghép được những bộ nhả chất âm hay như vậy. Thế nên là các bác cứ yên tâm, em sẽ ghép những bộ, em sẽ ưu tiên kênh nhà em từ xưa đến nay luôn ưu tiên những đối tượng khách hàng và những phân khúc khách hàng có cái bộ cấu hình dưới 10 triệu. Các bác có thể để ý thấy. Nhưng mà dạo này thì có rất nhiều hàng Mỹ, hàng đẹp về, nó theo quy luật tự nhiên thì các bác. Em cũng muốn phục vụ thêm những đối tượng khách hàng và những phân khúc khách hàng cao cấp hơn, nên em nhập rất nhiều loa Mỹ và loa hàng công Mỹ, hàng đẹp về các bác. Nên là dạo này em rất hay lên những bộ cấu hình nó đắt tiền, nó trên 15 triệu, trên 10 triệu. Rất nhiều bác nhắn tin cho em là sao dạo này không lên những bộ cấu hình thấp thấp tiền. Thì các bác yên tâm đi, em sắp sửa về rất rất nhiều loa giá nó rất mềm, và em sẽ lựa ra ghép với những chiếc âm ly cỏ mà làm sao nó cậu với mợ với nhau các bác, nó thật hợp nhau để ra những bộ cấu hình cực kỳ hay cho các bác. Và đây là những lời tâm sự cuối tháng cũng như là đón chào tháng mới. Thì em xin kính chúc tất cả các bác có một cái tháng mới làm việc hiệu quả, sức khỏe dồi dào, và điều quan trọng nhất là ủng hộ em từ cái nút like các bác, để em có mua thêm những cái động lực hàng ngày để em lên những video như vậy. Thật sự với các bác là có những sản phẩm đấy các bác, có những sản phẩm em chưa kịp lên video em đã bán cho các bác rồi. Thế nên là thậm chí em còn không cần lên video, em hàng của em cũng hết sạch. Những cái lúc em lên video này, thật sự các bác là có khi để lên được một video như vậy thì em phải sắp xếp rất nhiều công việc cũng như là sắp xếp thời gian, bởi vì là em cũng là một người thôi, mà một người em tiếp rất rất nhiều. Các bác có thể thấy kênh nhà em bây giờ gần 13.000 lượt đăng ký, gần 13.000 khách hàng,
nhắn tin cho em hàng ngày như vậy thì các bác phải hiểu là cái tần số làm việc của em nó rất là căng. Và lên được mỗi video như vậy thì em phải bỏ rất nhiều thời gian, cũng như là em phải bỏ rất nhiều công việc. Mỗi khi lên video em phải bật chế độ máy bay điện thoại và em quay. Và trong thời gian tới nếu em đào tạo thêm được một nhân lực để mà quay video giúp em, hay cũng như là làm những việc vặt giúp em để em quay video nhiều hơn, thì các bác sẽ có những cái cơ hội thẩm âm được nhiều cái bộ mà em ghép lên hơn. Và video này em xin dừng tại đây, cũng là 12 giờ rồi. Xin kính chúc các bác sức khỏe một lần nữa. Xin cảm ơn các bác. Ngày mai em sẽ ghép rất nhiều bộ hay cho các bác chơi. Và bây giờ xin mời các bác nghe hết bài này, em sẽ tắt video. Bởi bộ này rất là hay các bác nhé.